Vậy không lẽ tôi tặng cho mấy bà cái hũ này xài thử chứ nói ra mà tức ơi là tức luôn á. Cứ nói mãi là em xài nhiều lọ rồi mà không thấy trắng. Rốt cuộc là mấy bà có xài qua cái hũ kem này rồi chưa? Thậm chí con bé nhân viên nhà tôi nó xài xong rồi nó muốn quỳ lại luôn á. Trời ơi, nó xài một hộp mà không dám xài thêm hộp thứ hai là mấy bà biết sẵn rồi đó. Không ngờ xài xong bây giờ da không những vừa trắng mịn mà thậm chí là hết mỏng đỏ hồi nào không hay luôn. Đặc biệt cái nó còn trị luôn cả mụn ẩn, mụn li ti mà da sần sùi không được mịn luôn á nha mấy chị. Nhất là mụn ẩn nha, mình sức trong vòng 3 ngày là tự tiêu cục mụn, không cần phải đi nặng mụn ra đau đớn luôn nha mấy chị. Trị luôn những cái vết thâm lâu năm mà cứng đầu luôn nha. Da ai mà sần sùi không được mịn nha mấy chị, sức trong vòng 3 ngày. Nhìn cái tấm hình kìa. Giờ mặt nè, bình thường rồi nè. Nó trắng liền rồi, nó trắng liền, nó trắng theo tay liền. Là con nhỏ em chị nè, nó xài của cưng nó trước khi nó chưa xài nè, sau khi nó xài là nám nè, là bị nè, rồi nó xài là một hộp ấy đó, là nó gì nè, nó kêu chị xài đó. Trời ơi trời, lại cúc trắng á hả? Ừ. Phải bả xài combo nó da bả bay luôn. Nó xài cúc trắng đó, rồi nó xài cái gì, siêu gì? Mặt ong. Đúng rồi, nó xài siêu mặt ong với cúc trắng. Không có lần chị mua về chị xài thì chưa được nửa hũ nữa. Ừ. Là nó trắng rồi. Ừ, nó trắng rồi. Trị luôn những cái vết thâm lâu năm mà cứng đầu luôn nha. Da ai mà sần sùi không được mịn nha mấy chị, sức trong vòng 3.